quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các bà, các chị. Hòa chung với không khí vui tươi của chị em phụ nữ cả nước đang hân hoan tổ chức các hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Hôm nay, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Liêm Cần, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liêm Cần long trọng tổ chức meeting kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Về dự và chỉ đạo hội nghị hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo. Xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo huyện hội phụ nữ, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Liêm đã về dự và chỉ đạo hội nghị, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo xã, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí. Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Độ, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Hà Đức Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, Ban Chấp hành Đảng ủy đã về dự và chỉ đạo hội nghị, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự hội nghị của chúng ta hôm nay còn có các bà, các chị trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cùng toàn thể các bà, các chị, hội viên trong toàn xã đã về dự đầy đủ, đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Về dự và có các tiết mục văn nghệ gửi đến quý vị đại biểu trong buổi tối ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin nồng nhiệt chào mừng câu lạc bộ dân vũ làng nhất, câu lạc bộ dân vũ làng nhì, câu lạc bộ dân vũ làng tam, câu lạc bộ dân vũ làng tứ, câu lạc bộ dân vũ làng ngũ, câu lạc bộ dân vũ làng cõi, câu lạc bộ dân vũ làng vực, câu lạc bộ dân vũ làng trại. Xin nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị. Kính thưa đồng chí Bùi Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Liêm, kính thưa đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, kính thưa đồng chí Phạm Văn Độ, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, kính thưa đồng chí Hà Đức Thắng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể của xã, kính thưa các bà, các mẹ, các chị đã về dự hội nghị hôm nay. Và trong không khí hào hùng của mùa thu lịch sử, cùng với niềm vui lớn của phụ nữ cả nước rất phấn khởi, tự hào ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam. Hôm nay, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liêm Cần tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Liêm, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân. Xin nhiệt liệt chào mừng các bà, các mẹ cùng toàn thể chị em có mặt trong buổi lễ trọng thể ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bà, các mẹ, các chị, phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng lúa nước và thủ công nghiệp, nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc, là người chủ gia đình dịu hiền, đảm đang, trung hậu, người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng. Nhưng dưới chế độ phong kiến và đế quốc, người phụ nữ bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi tới cách mạng. Từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du. Còn nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của cách mạng, của Đảng như Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai. Vào những năm 1927-1930, những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo nhóm tương tế, tổ học nghề về các tổ chức có tính chất riêng của phụ nữ, phản đế đồng minh, phụ nữ hiệp hội, hội phụ nữ giải phóng và hình thành nên nhiều nhóm phụ nữ. Năm 1927, nhóm chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy và ba chị em ở làng Phật Tích Bắc Ninh tham gia cách mạng đồng chí hội và tuyên truyền xây dựng tổ chức học nghề Anten gồm 30 chị vừa học nghề vừa học chữ. Năm 1930, thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An có 6.066 chị tham gia phụ nữ giải phóng, ở Hà Tĩnh có 6.880 chị cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 200 xã Nghệ An và 172 xã ở Hà Tĩnh.
400 công nhân nhà máy Diêm Bến Thủy bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ siêu thuế, nhà máy có trên 90% là nữ. Ngày 1 tháng 5 1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của trên 400 công nhân ở huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Trong cương lĩnh đầu tiên, Đảng đã ghi nam nữ bình quyền. Đảng sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ. Đảng phải giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng, công hội, nông hội và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia. Chính vì vậy mà vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ Nữ chính thức được thành lập. Chị em phụ nữ Việt Nam rất tự hào. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Ban Bí thư ra thông báo số 382 do đồng chí Trương Tấn Sang ký, công nhận Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Sự kiện lịch sử này nói lên quan điểm của Đảng ta đối với vai trò của phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bà, các mẹ, các chị, trải qua 92 năm dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Liêm, phụ nữ xã Liêm Cần ngày càng được trưởng thành và luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Liêm Cần giàu đẹp, văn minh. Chị em không ngại gian khó, khổ cực, tích cực tham gia lao động sản xuất, chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, giúp nhau thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu và xây dựng gia đình hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bà, các mẹ, các chị, có được những kết quả nêu trên, trong 92 năm qua, chúng ta ghi nhận vai trò chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã qua các thời kỳ, đã phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến chi hội, tổ chức chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội cơ sở, cán bộ chi tổ đồng thuận hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ. Hội viên phụ nữ trên địa bàn góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động công tác xã hội từ thiện, chăm lo hiệu quả thiết thực cho hội viên phụ nữ, đầu tư công tác cán bộ, nâng cao chất lượng hội viên, sinh hoạt hội ở các cơ sở, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự tin yêu của hội viên phụ nữ đối với tổ chức hội. Phong trào hoạt động của hội có sức lan tỏa, bền vững, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương. Với những thành quả đã đạt được trong suốt thời gian qua, tôi mong các chị em có mặt hôm nay hãy đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, phấn đấu và nỗ lực hơn nữa. Chị em luôn tích cực, năng nổ, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, giải pháp, tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy, hành chính ở địa phương, sát thực, hiệu quả, mang lợi, quyền lợi, thiết thực cho phụ nữ, góp phần xây dựng một tập thể vững mạnh. Qua đây, tôi cũng mong muốn các chị em hãy phát huy thật tốt tinh thần cũng như truyền thống của phụ nữ Việt Nam, bất khuất, trung hậu, đảm đang, chủ động hoàn thành tốt công việc cơ quan, gia đình để xứng đáng, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các bà, các mẹ, các chị có mặt ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Nhân đây xin gửi lời chúc đến các bà, các mẹ Ngày Phụ Nữ Việt Nam hạnh phúc, nồng ấm và luôn là những người giữ lửa vĩnh hằng cho gia đình. Chúc cho buổi kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Phụ nữ Việt Nam rất tự hào về truyền thống vẻ vang, thần xứng danh với tám chữ vàng, Bác Hồ tặng cho vua.